Xin chào các bạn. Thì là mình có một 3 cân FPT để lại dùng ở đây nhưng mà đang không dùng đến nữa thì muốn bán lại. Lúc trước thì có lấy về nhưng mà bán hết rồi. Lúc còn 3 cân thì muốn để lại một ít để dùng. Rồi sau cũng không cần dùng đến nữa. Thì bạn nào muốn mua thì mua nhanh nhé. Hiện tại ở đây chỉ còn 3 cân. Thì chất lượng thì bạn đã biết rồi, hàng FPT 70%, mua rồi thì biết. Mà về trắng đốt vào lửa trắng dã luôn chứ không bao giờ có vàng nhé. FPT của mình là màu trắng chứ không có vàng, vàng là chứa nhiều sắt, mình cũng đã đo điếc rồi đấy, các bạn mua trước thì các bạn biết.